chị ở đây chờ cô một lát nhá. Dạ vâng. Em ơi. Dạ. Cho chị hỏi nhờ chút. Dạ. Chị vừa thấy mẹ chị vào đây mua thuốc. Dạ. Bà có bệnh nhưng mà cứ hay giấu. Không biết là bà mua thuốc gì nhỉ? Bác bị suy nhược mất ngủ chị ạ. Cho nên em có bán thuốc ngủ thảo dược cho bác thôi chị. Dạ. Chị cảm ơn nhé. Dạ vâng ạ. Gì đấy? Hôm nay lại chủ động gọi cho tôi cơ à? Hả? Tôi nói ngắn thôi. Tôi thấy mẹ anh vào hiệu thuốc mua thuốc an thần. Thấy bảo bà bị suy nhược mất ngủ. Mẹ anh cũng chỉ có mối anh. Đừng có để bà đau ốm rồi bơ vơ một mình. Sao mẹ lại muốn đến đây? Vì mẹ thấy đầu của mình lúc nào cũng nghĩ, rồi lòng của mình lúc nào cũng loạn lên. Cho nên mẹ muốn tìm đến đây để thấy trong lòng mình nhẹ nhõm hơn. Mà nè con, nếu mà có việc gì thì cứ đi đi. Mẹ ở lại đây một mình được mà. Mẹ không cần phải thế này đâu. Cũng đừng tự dằn vặt mình nữa. Tất cả những gì con làm, con sẽ tự chịu. Khi mà con thương một ai đó, con nhìn thấy họ đau khổ, thì trong lòng của con sẽ bị dằn vặt. Nhất là con nhìn thấy họ khổ vì chính mình, chính người thân trong gia đình của mình. Nghĩa à, mẹ thương Hà lắm. Mẹ... Mẹ à, từ giờ trong câu chuyện của chúng ta, đừng nhắc tên người ngoài nữa được không ạ? Hà chưa bao giờ là người ngoài con à. Nhưng người phụ nữ ở cạnh con bây giờ và mai sau là An Nhiên. Mẹ càng không chấp nhận thì người khó xử nhất là con. Coi như là con xin mẹ. Mẹ nghĩ đến Gôn được không ạ? Con cũng chỉ có một mình mẹ. Sau tất cả mọi chuyện thì con chỉ mong là mẹ chấp nhận An Nhiên, để bọn con có cơ hội chăm sóc cho mẹ. Trạm cứu hộ trái tim hôm nay muốn tâm tình với bạn một câu chuyện cũ. Ông trời đã bù đắp cho em một người chồng tuyệt vời và một người mẹ chồng tốt bụng luôn yêu thương em. Anh không tuyệt vời đến thế đâu. Biết đâu có một ngày. Ê bạn, có cần phải nhìn vợ người khác như thế không? Anh bám theo tôi đến tận đây đấy à? Ngày xưa anh chưa từng theo đuổi em.
bây giờ cũng vậy. Con trai của cô đấy à? Bố đứa trẻ, liệu tôi có biết không nhỉ? Vậy là cô cài người theo dõi tôi đây. Có còn việc nào tồi tệ hơn mà cô chưa làm với tôi không? Anh lo vì anh ta sẽ làm hỏng kế hoạch của chúng ta. Giống mẹ cái gì không giống, lại giống đúng cái tính dại trai. Con nghĩ cho dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn chọn cách là tin tưởng chồng con. Anh chỉ sợ đến lúc đấy em lại thất vọng vì anh thì sao? Anh ta vì trả thù bố tôi thì cứ coi như là có lý do. Còn cô thì sao? Lý do là gì? Đồng lõa với kế hoạch, chấp nhận sống trong bóng tối, lén lút rình rập. Chắc cô còn đầy tham vọng và bất chấp hơn phải không? Cô muốn có cả tình và tiền, nên chấp nhận để cho người yêu mình đi làm chồng của người khác. Nhưng ở đời không dễ như thế đâu, nhất là khi chúng ta đã rõ mặt nhau rồi. Tôi sẽ không bao giờ cho cô thứ mà cô muốn. Đó chính là danh chính ngôn thuận. Còn cô thì lại không bao giờ có được tình yêu từ anh ấy. Tôi đâu cần thứ tình yêu của một kẻ bệnh hoạn như anh ta. Lần sau nếu muốn đi gặp tôi thì đi đôi giày cao hơn ý, để cho nhân cách của cô được tăng thêm chút chiều cao. Chuyên gia tài chính họ nói sao hả anh? Ở thời điểm này, việc thu mua doanh nghiệp đều bị chững lại. Tất cả các ông lớn đều nằm im. Ngay cả bản thân Lan Hà, sau khi ông ta bị bắt thì khủng hoảng. Nhân sự rồi thì bị săn mất, còn không thì bị cắt giảm. Nói tóm lại, mọi khía cạnh đều cho thấy nếu bán vào thời điểm này là không được giá. Không được giá thì vẫn có giá. Bao nhiêu? Chưa tới 100 tỷ. Cũng vẫn là đáng giá. Cho mọi nỗ lực của chúng ta, cho cả một thanh xuân đánh đổi. Trong lòng con lúc nào cũng mang nỗi thù hận hay sao? Mẹ không tin đâu. Còn An Nhiên, cho dù nó là mẹ ruột của cháu nội mẹ, nhưng mẹ cũng không thể chấp nhận được. Không có một người phụ nữ nào mà dâng người đàn ông của mình yêu thương cho một người phụ nữ khác. Đó là không bình thường. Mẹ à, vấn đề là mẹ chưa hiểu hết mọi chuyện thôi ạ. An Nhiên cũng vì con, vì tương lai của chúng con, cô ấy đã hy sinh và chịu đựng rất nhiều rồi ạ. Đó chỉ là một người phụ nữ máu lạnh thôi. Nếu như mà nó yêu thương con, nó phải biết ngăn cản con lại, chứ không để con trả thù hoài như vậy, dấn vào con đường tội lỗi như thế. Mẹ à, con thật sự rất mệt mỏi. Mẹ đừng làm con đau đầu thêm nữa được không ạ? Vậy cho mẹ hỏi một câu cuối cùng thôi con. Năm năm sống với nhau, chưa có một giây phút nào con thật lòng với nó hả con? Nếu như mà thật lòng không có thì con cứ thanh thản mà đi trả thù.